Xin chào các bạn đã đến với Nhật ký Forex, xây dựng phòng giao dịch ngoại hối của bạn. Về lâu dài, nếu như bạn thật sự nghiêm túc với giao dịch ngoại hối, bạn cần có một diện tích và không gian riêng cho việc trading. Môi trường xung quanh mang đến sự tác động trực tiếp với trí óc, cảm xúc của bạn, và điều đó tác động rất lớn, có thể nói là nhiều nhất tới việc thực hiện giao dịch. Mỗi một trader có một hoàn cảnh sống khác nhau, điều kiện kinh tế khác nhau, dẫn đến nơi họ thực hiện giao dịch, trading cũng rất khác nhau. Nhưng tựu chung lại, bạn cần thiết kế nơi làm việc mang tổng hòa của hai yếu tố, tính ứng dụng thực tế cao và sự thoải mái. Ở bài viết này, tôi xin cùng các bạn chia sẻ về cách xây dựng một văn phòng làm việc để mang lại hiệu quả cao nhất. Những trang thiết bị hỗ trợ việc giao dịch. Đây rõ ràng là một trong những thứ quan trọng nhất. Nếu như diện tích căn phòng nhà bạn thoải mái, hãy sắm ngay một chiếc bàn. Những trang thiết bị hỗ trợ việc giao dịch. Đây rõ ràng là một trong những thứ quan trọng nhất. Nếu như diện tích căn phòng nhà bạn thoải mái, hãy sắm ngay một chiếc bàn để máy tính thật lớn. Chiếc bàn với hình chữ L có lẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất. Hãy sắm nhiều màn hình nhất có thể. Chúng ta chỉ cần 1K, nhưng có thể dùng nhiều màn hình vẫn tốt. Đối với những bạn không có nhiều diện tích, ta cũng cần tối thiểu một chiếc bàn, nơi bạn đặt vừa chiếc laptop của mình. Đối với những bạn không đủ diện tích cho một chiếc bàn nhỏ, hãy mua một chiếc đế tản nhiệt dành cho laptop rồi sử dụng nó ở bất kỳ đâu bạn có thể. Sau bàn là đến ghế. Riêng về những chiếc ghế, tôi khuyên bạn hãy dứt khoát bỏ ra một số tiền không nhỏ để ta mua một chiếc ghế tốt, thật sự tốt. Ghế nên làm bằng da mềm, có thể ngả lưng và ngồi thoải mái. Bạn cần luôn ở trong trạng thái thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần để có một kết quả giao dịch tốt. Mà chiếc ghế thì đóng vai trò rất lớn trong chuyện này. Điểm quan trọng mà bạn cần nhớ, một không gian ngăn nắp, sạch sẽ giúp nuôi dưỡng một tâm trí không lộn xộn, tập trung. Bạn cần điều đó cho việc giao dịch và học hỏi từ thị trường. Vậy nên, khi đặt bất kỳ vật dụng nào vào trong phòng, hãy luôn tự hỏi xem liệu nó đã ngăn nắp chưa, liệu nó có làm bạn sao nhãng và mất tập trung không. Nhớ rằng trading là một công việc kinh doanh thực sự, chúng ta đang tập trung làm việc, chứ chúng ta không đang dạo chơi. Những chiếc máy tính và laptop đang rẻ đi theo từng ngày. Nhớ hồi năm nhất mới vào đại học, tôi có mua một chiếc laptop của HP, loại chuyên dành cho business, có nhận dạng vân tay với giá là hơn 20 triệu. Nó khá là to tiền hồi đấy, là chiếc đắt nhất của HP bày trong cửa hàng của Trần Anh. Cấu hình nó chỉ là Core 2 Duo, 500GB và RAM 2GB, hồi ấy thế là nhất rồi. Bây giờ bạn có thể mua một chiếc máy tính mạnh hơn thế gấp 4 lần, với giá rẻ hơn 3 lần. Thế nên đừng tiếc tiền, hãy mua một chiếc máy tính khỏe. Có rất nhiều sự lựa chọn cho bạn dùng một hay nhiều chiếc máy tính để thực hiện việc giao dịch của mình. Tuy nhiên, chúng ta cũng sẽ có những điểm cơ bản mà bạn nên làm. Đầu tiên, chúng ta cần một chiếc máy tính hiện đại và đủ mạnh. Ta rất dễ bực mình nếu máy tính hay bị treo, đơ và đột nhiên khởi động lại. Chúng ta cần một cỗ máy hoạt động trơn tru và an toàn. Nhắc đến an toàn, bạn cần có một phần mềm diệt virus thật tốt. Tôi khuyên bạn nên dùng phần mềm NIS. Nó thuộc top đầu, thứ nhất hoặc thứ hai của các năm, và chạy cũng không quá lặng máy. Bạn có thể bỏ tiền ra mua key bản quyền. Nếu muốn tiết kiệm một xíu, bạn xin mời bạn Google. Key free được chia sẻ rất nhiều trên mạng. Bí nữa thì email cho tôi sẽ gửi tặng bạn một key. Lý tưởng, theo suy nghĩ của tôi, bạn cần có 2 chiếc máy tính để bàn và 1 chiếc laptop. Nếu chẳng may nguồn điện bị mất, bạn vẫn có thể theo dõi thị trường và lệnh của mình với chiếc laptop và một sim 3G kết nối Internet. Chiếc laptop giúp bạn trở nên rất cơ động, chủ động trong việc trading. Bạn có thể mang nó đến bất kỳ nơi đâu bạn muốn. Cẩn thận hơn, hãy mua pin sạc dự phòng cho laptop. Dù bạn dùng Windows hay Mac thì những loại sạc nhỏ gọn ta có thể mua rất dễ dàng. Những màn hình. Nếu bạn có thể chi trả nhiều hơn cho một chiếc màn hình vi tính, hãy mạnh dạn đầu tư. Với nhiều màn hình, bạn có thể theo dõi các biểu đồ, thông tin dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn. Đây không phải là lựa chọn bắt buộc. Nếu bạn chưa đủ dư giả để đầu tư cho việc này, một màn hình cũng là đã đủ. Hãy cẩn thận nếu quá nhiều màn hình làm giảm sự tập trung của bạn. Có thể với hàng loạt biểu đồ chằng chịt thông tin,
những màn hình này làm tâm trí của bạn bị rối trước các thông tin, dẫn đến ảnh hưởng xấu trong việc trading. Mạng Internet và TV. Trading phụ thuộc rất nhiều vào thông tin, dữ liệu. Chắc chắn điều chúng ta cần là một mạng Internet ổn định trước, nhanh sau. Về kinh nghiệm của tôi thì sẽ tránh xa FPT. FPT bóp các băng thông từ hot nước ngoài. Mặc dù tôi lắp mạng cáp quang 600k trên tháng, nhưng nó tiếp nhận dữ liệu từ các sàn Forex còn không bằng một mạng cáp đồng của Viettel 200k trên tháng. Hiện tại tôi đang dùng VNPT, thấy khá ổn. Vì bạn cần đặt yếu tố ổn định lên đầu. Không thể trading với một mạng Internet tuần mất vài lần, gọi sửa chữa lâu. Giao dịch ngoại hối không đòi hỏi bạn phải có một đường truyền quá nhanh. Một số người tôi biết còn lắp thêm một mạng khác để dự phòng. Nếu bạn có đủ điều kiện thì có thể làm theo, nhưng với tôi thì nó không cần thiết. Chúng ta không cần thiết phải sử dụng những dịch vụ cung cấp thông tin trả phí. Hầu hết những thông tin quan trọng đều có trên Internet và TV, miễn phí. Bạn chỉ cần một chiếc TV, chẳng cần phải xịn lắm trong phòng, bật sẵn các kênh về tài chính. Những vật dụng văn phòng. Thứ bạn nên có đầu tiên là một chiếc bảng trắng, loại dùng bút dạ và lau được ngay. Bạn có thể viết kế hoạch trading của mình lên trên đó, các điều cần ghi nhớ, các ý tưởng vụt lên trong đầu. Bạn cần có một chiếc máy in. Sẽ có những lúc bạn cần in ra những biểu đồ, hình mẫu lớn đặc biệt để làm tài liệu nghiên cứu và lưu trữ chẳng hạn. Chiếc máy in là vật dụng khó có thể thiếu. Những tờ giấy lốt màu vàng dán được ở mọi nơi cũng là thứ bạn nên có. Ghi vội những ý tưởng, ghi lại những luật lệ giao dịch của riêng bạn, hay đơn giản chỉ là những lời nói của những người nổi tiếng. Tôi cũng có nhiều tờ giấy lốt màu vàng. Một trong số đó là các dạng như Focus, Netzer Winner Run, Slipper. Những quyển sổ ghi chép, sổ nhật ký giao dịch, bút. Tất nhiên rồi, chúng đều là những vật dụng cần thiết cho công việc của bạn. Tạo một không khí, phong cách phù hợp trong phòng. Hầu hết những trader không chú trọng đến môi trường xung quanh họ. Thực tế cho thấy nó rất quan trọng. Có lẽ bạn cũng giống như tôi, chúng ta trading tại nhà. Và điều đó giúp chúng ta có thể trang trí, sắp đặt mọi thứ theo ý mình. Cốt làm sao tạo cho một không khí thoải mái, dễ chịu. Thứ góp phần lớn đưa ta tới thành công trong giao dịch. Căn phòng giao dịch nên là chỗ yên tĩnh nhất trong nhà. Tránh xa những tiếng ồn ào, những điều phiền toái. Bạn có thể treo trong phòng những bức tranh tạo cảm hứng, ví dụ như chân dung của Warren Buffett, George Soros, hoặc những bức tranh về con người hay phong cảnh yên bình, thứ giúp bạn bình tĩnh và tạo cảm hứng nhiều hơn. Bạn cũng có thể nghe nhạc cổ điển nhẹ nhàng nếu điều đó giúp bạn thoải mái hơn. Tôi không nghĩ nhạc đàn, hip hop, house phù hợp với việc này. Những thứ khác nữa. Hãy luôn nhớ rằng sức khỏe của bạn là điều quan trọng nhất. Bạn không thể giao dịch hiệu quả nếu như thiếu ngủ, thiếu chất hay thiếu hoạt động. Để ý đến việc nghỉ ngơi, đến những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, đến những buổi tập gym hoặc đi bộ, xe đạp. Nếu có điều kiện, hãy đầu tư một thẻ tập ở những trung tâm như California hay Ennis. Ở đó họ có phòng tắm, xông hơi, đầy đủ máy tập và giá tính ra cũng không hề đắt. Tôi đang tập ở một phòng California, tính ra thì một tháng chi phí mất loanh quanh 1 triệu. Đầu tư vào sức khỏe luôn là khoản đầu tư tốt nhất và không cần suy nghĩ nhiều. Bạn không thể điều khiển, kiểm soát được thị trường, nhưng bạn có thể kiểm soát được tâm trí bạn, kiểm soát được những thói quen tốt. Vâng, tôi biết nó khó. Và nếu muốn thành công, bạn cần một trí não tốt. Mà trí não tốt cần một cơ thể khỏe mạnh. Cuối cùng, giao dịch ngoại hối là một cuộc chiến đơn độc của chính bạn. Hãy chuẩn bị thật tốt và nỗ lực thật nhiều. Tôi chúc bạn thật nhiều may mắn. Chú ý, với tôi, đây chỉ là những bước đầu tiên của học việc. Khi bạn có những kinh nghiệm và kỹ năng nhất định, hãy giao dịch theo cách đơn giản hóa để tiết kiệm thời gian, nâng cao sức khỏe. Bạn hãy tham khảo video này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe hết video. Các bạn hãy đăng ký và nhấn nút theo dõi để nhận được video nhanh nhất từ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.